Hiện tại mình thấy đốc đang có mặt tại chùa Sông Tre. Sáng hôm nay thì chùa chuẩn bị làm lễ dâng y Katina là lễ dâng bông ha. Bà con Phật tử. Bà con Phật tử sống thơ con là thơ là tên bà con Việt Nam. Bà chẳng sớm lục dây thật kỳ hiệp bà. Ra ngoài diễn thành khu quanh chánh điện ha. Bà chẳng là chất tăng cho cư xá và cư lợi tinh mà hãy sống lâu dây ta để lạc lại đến sống lâu. Xong phô với ta này, tạo lập hành lập tiến, cư lục má, hoạch quang sáo, lục dê dành thị xế mạc, lòng vương xa cung cháu, lòng áo lập hành lập sẵn thức tiên màu. Đó thì ở đây là chỗ Phật La nha các bạn. Cư chú mình với Phật tử mình đem mong với Phật La để chuẩn bị mình đem mong ra ngoài, diễn hành xung quanh chánh điện. Đây mình còn mặt kia xong chơi là anh là con xe là bao lục dí doanh thị xa mà xong rồi chơi bao phương xa con cháu đi cho anh ăn là sản xuất là mây xanh dịu khẳng không còn mặt kia xong chơi là mặt thành là tế là bao lục ta quý xưa là chế là thị ma sư mà xong rồi chơi đi cho bao phương xa con cháu là mây là sản xuất chiên mặt thành không và
trên dân bông từ phường 7 lại các bạn ha. Đó. Đoàn này là ở phường 7 xúc vô các bạn ha. Đó. Rồi cũng có thủy chằn ha. Có ông bụt có đây là đoàn dân bông từ phường 7 xúc vô các bạn ha. Xúc vô ta dân lại chùa Sông Ke. Vô gặp nhau rồi các bạn ơi. Đây là đoàn dân bông từ phường 7 ha, xúc vô các bạn ha. Rồi đang tới chùa Sông Ke. Trước mặt quý vị thì đoàn Sông Ke và đoàn phường 7 gặp nhau hết đó, thầy giống hai đoàn thầy giống gặp nhau rồi. Đông ngộ An Hiệp anh quý vị, các bạn. Sóc chùa An, Sóc chùa An Hiệp các bạn ha. Đó thì bà con mình là dân tới chùa Sông Ke. Hôm qua giờ những lễ vật rất là đông. Bà con mình cũng rất là nhiều ha. Đây này là thọ đi kinh rồi. Con xin tiện ba dòng để cho con có vô nữa đó. Ở xa thì người ta dừng lại, người ta diễu hành xung quanh chánh điện luôn ha, không có đem đi xa la nữa. Thì đoàn này cũng khá xa, thì ở Phúc Vũ An Hiệp ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân vô rồi ha. Nhân vô liền thì mình là nhân diễu hành xung quanh chính điện luôn, không có lên xà lá nữa ha. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều hộ ông Tân Thanh luôn. Mày nè, mày, thôi. Đâu, đang đánh bé hả? Cũng tầm nắng, đã đang ở nhau. Dạch lười đố, đi. Lười đố, bị dạch á. Lười đố Oh.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi đấy bạn ơi. Thank you.
giờ mình phải vlog xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn nhớ bấm đăng ký và một like một share để mình